Bây giờ WhatsApp tôi đã quay trở lại và tôi vừa nhận ra mấy video hướng dẫn chơi rồi trước đây của tôi như cái quần vậy. Rồi tôi nhét quá nhiều lý thuyết vô mặt mấy ông và tôi quên mất rằng chúng ta cần phải có thực hành. Vâng, và đúng vậy, và video này sẽ là một cái video thực hành và lý thuyết thì cũng chỉ nói sơ thôi. Đầu tiên thì chúng ta phải nói quan tâm này, anh em có thể đọc cái bài bên Google Việt Nam của mình nha. Bên Google nó chưa có chức năng này nên tôi phải qua đây tôi làm. Ok, thì Google nó nói chung là cái đích quan tâm này là y chang anh em vào tháng 12 trong nút November vậy. Thứ nhất là bắn tùm lum, thứ hai là sết rất nhiều. Ok, đầu tiên nói về khả năng bắn của nó thì khả năng bắn phá của nó là rút trước Matadia, rút trước Dunedin, và thời điểm hiện tại nó vẫn được chứng minh rất là ngon ở cái điểm đó chính là Bradshaw. Bradshaw có khả năng bắn cực kỳ khỏe và nó có nói chung là một cái cummer của cái deck này, và bọn này có khả năng sết, nói chung là mấy bọn này đều có khả năng sết cả. Cái độ bui của bọn nó thì rất là nhàn, do trong này chỉ có 20 lá thôi, thành ra là chúng ta bui rất là khỏe. Đầu tiên chúng ta nói về skill của nó trước, thì skill của nó thì đây chính là cái deck mà mình bui tạm, đừng có xem nha. Cái deck này nó sẽ chơi hay cái đó chơi chính là 10 lá phantom knight. Ok, bởi vì nếu mà một deck 20 lá mà có 10 lá thì tỷ lệ chúng ta sẽ bóc lên là hai phantom knight và hai staple, nó sẽ rất là cao. Cái thứ hai nữa đó chính là mình chơi thêm expendable die, nói chung là cái này hiến tế một con warrior để bắn một càng. Thì bọn phantom knight có cái điểm yếu á, nếu mà nó bị chặn ở cái việc mà nó không xuống mộ được thì coi như là combo nó gần như là bị đứt, vừa là nó không kích effect từ mộ được. Hôm nay chúng ta phải có một cái đá để gửi nó xuống mộ đó. Red soi mình chế ba, bởi vì đây coi như là core của bọn này luôn á. Red soi có bắn cà, có nhảy hàng, có hồi hàng, có đủ thứ, quăng quăng mây mây là nia để nhặt hàng để combo nét gì bí đành. Để gì bí đành chú ý đến đá gì của em, và chúng ta sẽ định number 470 hay còn là number gì đó nhỉ, Liverpool Manchester. Ừ, thì cái con này nó sẽ banish một cạc của đối đi. Nếu mà bạn bạn có thấy là nãy giờ tôi đi chơi chứ đéo có cái hiệu ứng gì liên quan tới, ví dụ có thằng khế nào đó nó kháng đi chơi thì bạn có thể banish là được thế thôi. Ok, tôi sẽ cho mấy ông xem cái hand nó nằm chỗ đéo nào, quên, nó tiêu rồi. Ở đây thì đây nó khá là ít rút nha, new hand này chúng ta có hai lá phantom knight. Thì cái điều mà tôi nhấn mạnh nãy giờ hai lá phantom knight là gì, cái chính là skill thì chúng ta sẽ phải đưa cho đối phương hai đá phantom knight để đối phương xem ma pháp quái là 7. Ok, cho đối phương xem rồi sau đó một đá, một trong số đó sẽ đẩy về deck. Sau khi bạn làm xong thì bạn sẽ ném một đá bất kỳ từ deck xuống mộ có chữ Phantom Knight, và hết cái điều này thì nó sẽ cho bạn có được con mà bạn càng với mộ, thường nó sẽ là con áo. Thứ hai là cái skill nó sẽ cho phép bạn tắt đi 20 giết của đá kỳ bí lên, và bạn chỉ có thể gánh úp và giết đá kỳ bí lên lên bằng cách là dùng gọi giết mà không có nguyên liệu. Thành ra là bạn cần phải có nhà skill để mà tắt đi, còn trong phim thì nó sẽ là dùng hiệu ứng cái đó thì biết là một lần thì chúng ta mới lên được. Đúng rồi, ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn combo, nhưng mà nó chưa mình dù nó lên mấy cái Google Goldet đi book đi search, nhưng mà mình vẫn không, thứ nhất thì một bên nó sẽ không cho mình là tạo deck với 20 kẹt, còn nếu mà tạo 20 kẹt ấy, thì phải toàn là kẹt của speed deal là dẫn người. Cái bên thứ hai là mình phải không có đi được với một mình ấy, nó giống như là Google, nhưng mà Google chúng ta không thể nào mà tự do mà chúng ta đáy cạn như thế này được đó. Thành ra là mình chọn bên này. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với một cái hand nào đó ha. Tra đi năm số nha, 1 2 3 4 5. Ok, đi đồ 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 hand này chơi đấy được, hand này chơi đấy được. Ok, 1 2 3 4 5. Ok, và đây cái hand này đầu tiên thì chúng ta đầu tiên á sẽ pha là chúng ta sẽ skill, chúng ta sẽ cho đối phương xem Phantom Knight Silent Boots và hay còn gọi là giày nha, quen đi. Ok, mình thường hay gọi con này là giày, con này là áo, con này là găng. Thì chúng ta sẽ cho đối phương xem giày và xem áo. Ok, sau đó thì mình, thế là mình thì mình sẽ đưa áo vô deck, sau đó mình sẽ ném áo xuống mộ. Ok, áo xuống mộ sẽ banish nó đi. Anh em lưu ý nha, nếu mà trên tay anh em không có giày bắt buộc anh em phải xách giày, bởi vì giày là con duy nhất có khả năng tự nhảy trong cái deck này ở thời điểm hiện tại. Vì trong đây à đúng rồi, có con cô nợ Amon nữa, nhưng mà con đó thì nó hơi tù. Còn con gì ta, ăn không ăn xin đó không, con đó là đế gì quên tên nè, đậu xanh lâu lắm chơi quan tâm nay cũng bỏ đâu cỡ nửa tháng em ơi, nửa năm rồi đấy. Nó là con ton scale. Ừ, con đó chưa có trong đây. Ok, thì khi mà con áo với mọi chúng ta sẽ banish đi, và khi mà bên nó đi chúng ta sẽ xếp dài đúng không, và một cái mảnh khác mình có dài rồi thì bây giờ mình sẽ xếp găng vô đây. Ok, hai vị tùng tí
Ok, mình sẽ xếp găng, sau đó mình sẽ nô màu găng, nô màu găng rồi sau đó nhảy dài. Lúc này trên sân của chúng ta sẽ có hai con level 3 đúng không? Thì lúc này mình sẽ dùng cả hai con để lên đầu Pioneer. Ok, hai con để lên đầu Pioneer. Thì đầu Pioneer sẽ triệu hồi một con bị banish, thì chúng ta sẽ triệu hồi để cái con áo ấy, con áo vừa bị banish để xếp dài. Lúc này trên sân của chúng ta sẽ có level Pioneer và có áo. Ok, bây giờ chúng ta chỉ cần một con level 3 nữa thôi, hay một con Phantom Knight nữa để có thể lên đá kỳ bí danh. Mình đã nói là skill này tất cả quái Phantom Knight đều được xem như là level 4, nên chúng ta có lên được đá kỳ bí danh nha. Thì một con quái nữa chúng ta sẽ phải kiếm ở đâu ra, tôi đéo biết. Không, tôi đùa đấy, tôi đùa đấy. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ để ý rằng là chúng ta đã có áo bị banish rồi đúng không, bây giờ có normal, có special, có set, kiểu con là điểu rồi. Thì bây giờ bảo sao hay lắc bảo thì ra là tôi chưa hết cái gì bắt. Ok, đây là cái hand nha, bây giờ tôi sẽ test tùy theo cái hand và chúng ta sẽ có full combo và không full combo lắm. Ok, đây thì đây chính là một cái hand mà chúng ta có thể gọi là ổn. Đầu tiên đào hoa trước. Ok, thì chúng ta sẽ phải xài skill để mà tiết độ hai đá này đúng không, đẩy một đá về và ném áo xuống. Áo xuống một thì nó sẽ xếp xếp một con bất kỳ, thì chúng ta sẽ ban hết con áo đi và chúng ta sẽ xếp một mảnh, chúng ta xếp mảnh gì cũng được bởi vì hiện tại đang có dài rồi, còn nếu mà không có dài thì em xếp dài nha. Thì cái combo này nó cũng chỉ dừng ở cái mức đó, chính là chúng ta sẽ ra hai con này lên đá kỳ bí danh, dùng skill tắt con này ra dài Venice đi để mà xếp cái gạch úp Magic ra và chúng ta lên đá kỳ em thấy rồi. Đây thôi nói cho mình skill đầy đủ là như thế này cho mấy em dễ hiểu nha. Đưa hai con Phantom Knight ma quái và đọc ma pháp 7 cho đối phương xem, một trong hai con đó đi về death và một con The Phantom Knight trong death nhảy xuống mộ đó, và quái Phantom Knight của bạn sẽ được xem là level 4 để chịu hỏi đấy thì biết anh này gì ra gặp bạn ơi. Bạn ơi, hai nguyên liệu exit của đá kỳ bí danh thì exit ra gặp hết. Ok, tới đây dừng được rồi đó, đây đó là đầy đủ hiệu ứng của skill đó. Bây giờ chúng ta sẽ hand thấy một cái combo mà gọi là sách giáo khoa của bọn này luôn, nhưng mà nó là cần một tí. Đây như đây chắc được anh em hiểu. Ok, đầu tiên mình sẽ tiết độ hai đá, là mình sẽ nếu là mình thì mình sẽ tiết độ là hai giai đoạn boost. Bây giờ mình sẽ đẩy giai đoạn boost về và ném áo xuống mộ, áo số 1 sẽ banish đi và chúng ta sẽ đẩy Strand Ray. Ok, lúc này là full combo đó, full combo này. Chúng ta bây giờ nha, mình sẽ normal con này, sau đó con dài sẽ tự nhảy lên sân và con này sẽ chích gậy vét để nhảy theo kêu mình con dài. Con này có quái Phantom Knight trường hợp đặc biệt thì nó sẽ tự nhảy, có hai cách. Thứ nhất, Phantom Knight tự trường hợp đặc biệt với hiệu ứng Phantom Knight như là con dài này gọi là So Forklet Win Banish đi để triệu hồi thì sẽ nhảy được. Thứ hai là triệu hồi bất khác, ví dụ như là The Pioneer. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trên sân sẽ có như thế này, mình sẽ dùng con áo và con găng exit ra The Pioneer. Do này nó không có nên mình sẽ để tạm con này nha. Ok, The Pioneer này, The Pioneer sẽ detach một nguyên liệu thì mình sẽ detach giày. Ok, mình sẽ detach giày để mà nhảy tại cái con áo đã bị banish. Ok anh em chú ý nhé, nó đã bị banish bởi vì nó banish để xách giày, nó xách con Strand Ray thì mình sẽ nhảy lại nó lên. Tấm này trên sân của chúng ta sẽ có The Pioneer và có hai con vật level 3 do skill nên nó được xem là level 4 và chúng ta sử dụng hai con này để exit ra đát thì bí danh exit ra gạch. Lúc này giày dưới mộ, ok, bởi vì nó bị detach với The Pioneer thì nó sẽ banish đi và xách gan úp Magis. Gan úp Magis sẽ vào đát thì bí danh exit ra gạch để lên đát thì quen, và anh lưu ý là con đát thì quen này nó là nờ gây không quanh bơ tên rất là mạnh nha. Thành ra là nên là con này là một cái thứ gì đó mà ưu tiên của bọn này, cho cái việc là bọn này có thể hai cái combo còn hai cái lá còn lại là cầm stable, nên bọn này hữu rất là khỏe, rất là ổn định như là qua tay xít dây. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lý thuyết. À đúng rồi, anh em có thể đọc lại bài viết của mình nha, bài viết của mình tuy nó hơi hiểu năng nhưng mà ra nó hiểu năng thật, và anh em có thể đọc để ủng hộ mình. Ok, thì chúng ta đều biết á, cái giày này á ai cũng đọc được đúng không, hiệu ứng ai cũng đọc được đúng không, có gì xúc nào đó. Bây giờ tôi sẽ nói những thứ mấy ông cần chứ không còn là nói mấy cái thứ gì nữa, mấy cái này tự đọc. Ok, chứ bây giờ tôi đọc thì mấy ông kiểu như là thấy thằng này nó kiểu như cô kêu mấy ông đứng lên tóm tắt câu chuyện. Ok, tóm tắt ví dụ như bài gì nha, bài gì mà chàng đẩy sáp ấy nhỉ. Ừ thì tóm tắt cái đó, đầu xanh ông đứng lên ông cầm cuốn sách ông đọc đâu bốn bốn hay là tới tám trang mấy gì đó, rồi sau đó ông nói rằng bà cô dạ
DC mà tóm tắt ấy thì sẽ bị đóng, cho nên là tôi cũng sẽ tóm tắt luôn. Đầu tiên là những con S3, đây chính là ba con mà anh em cùng với S3. Thứ nhất Shade, thứ hai Shade tự nhảy, thứ ba Shade giá hình, bởi vì hiệu ứng Mew này có là Shade đấy, bởi vì bằng Mew áo thì áo sẽ Shade, Mew dài thì mà dài sẽ Shade, và nó còn tăng thêm ngàn attack nữa, để qua đun kêu, để beat down, để mọi hướng. Nói chung là con này cũng khá là ngon đó, thì ba con này các bạn cần phải đem S3 cho mình. Tiếp theo con này các bạn chơi hay không cũng được, nhưng mà nó nói rồi có hai loại người chơi trong trong đó thì một là Dark Event Enjoyer chung với đây là Vayne, hai là Dark Event Enjoyer đi chung với Full Chat, thì cái này tùy loại người chơi ha. Thì con này các bạn có thể đem từ 0 tới 1 nha, chứ mình đem X2 mà nó hạt là hybrid Master Deer 40 kẹt thôi, mình bóc chúng con này thôi mình cũng thấy hybrid rồi, thành ra là thôi bỏ đi. Ok, đó là những cái đá mà các bạn cần. Tiếp theo đó chính là về bọn này thì các bạn ít nhất phải có một đá kiểu với anh, một đá kiểu kem, một cái so, và đâu thì tùy các bạn mới chơi thôi. Về cái phần deck thì cái phần deck build ấy, mình phiên các bạn là chỉ nên chơi 20 kẹt thôi. Đây anh em thấy nè, thấy gì chưa, thấy gì chưa, cái tỷ lệ mà nãy mình nói nó là một cái tỷ lệ vàng của tôm nay. Anh em thấy là đây là người chơi bui 24 lá thì họ sẽ bui 12 lá, 13 lá luôn, 13 phân tôm nay đó, để cho cái tỷ lệ bóc trên 2 lá phân tôm nay nhanh dễ nhất có thể đó, anh em có thể bui cái này. Còn anh em mà bui theo kiểu 20 lá như mình ấy thì mình chỉ 10 lá thôi, 10 phân tôm nay thôi, thì mình sẽ làm một cái video mà hướng dẫn bui và chơi Phantom Knight, kiểu như là mình sẽ mở bóc luôn ấy. Anh bóc mấy cái trong đưa lên luôn, thì cái video đó chắc là cỡ trong tuần này là có, mình đang chạy hát. Ok, đó là về tất cả mọi thứ, và các bạn sẽ mong chờ video khác tiếp theo của mình, nó ngắn gọn dễ hiểu súc tích và không dài dòng. Các bạn muốn dài dòng thì các bạn có thể từ từ vô cái web này mà đọc. Bye bye.